Em chào bác nhé, em Lâm đây. Miền Bắc đang vào mùa mưa rồi, thì nhà em sẽ quay về máy rửa bát, bếp ga, như nước ẩm. Cái bác nào mà mưa 2-3 hôm nay rồi mà hết quần áo rồi, mà nhà nó mà ướt quá, mà lồm ẩm ấy, khó chịu cho trẻ con ấy. Đặc biệt các bé mà mới sinh rất hay bị về đường hô hấp. Đây là bác nào đang quan tâm đến cả máy hút ẩm thì cứ nhấc máy alo cho em nhé. Nhà em thì đang còn mấy mẫu hút ẩm, thì em chỉ còn 2 mẫu hút ẩm thôi. Thì nhà em thì em chỉ đi tuyển chọn hút ẩm, thì em chỉ chọn hút êm thôi. Bởi vì hút ẩm mà nó kêu ấy thì thực sự khó ngủ lắm. Nên là tuyển chọn những con êm để bán nó quá thôi, và những dòng máy cao cấp để bán nó quá thôi. Thì bác nào đang quan tâm đến cả máy hút ẩm thì alo em 2 số điện thoại nhé. 0377996066, số trên là 0975360433. Nhà em địa chỉ duy nhất tại Cầu Giàng, Tân Hưng, Ninh Giang, Hải Dương. Tức là nhà em ở Ninh Giang, Hải Dương nhé. Bắt đầu gần như thế qua, anh em sẽ làm trực tiếp. Kênh nhà em, kênh hàng Nhật Bái, Thanh Lâm. Đấy. Thì không làm mất thời gian, mới em quay máy đây. Đây là chiếc hút ẩm Mitsubishi. Con hút ẩm Mitsubishi này thì nó là dòng thương hiệu rồi. Mà dòng nội địa Nhật thì nó lại là thương hiệu rồi. Đấy. Nhà em thì không bán hút ẩm hàng Hồng Kông nhé. Cái hàng Hồng Kông với em xanh này là mà điện 200 là hàng em không bán nhé. Thì thực ra cái hàng xuất thì nó cũng giống như hàng Việt Nam mình thôi, nó kêu lắm. Nó kêu như cái máy cày, thứ hai là nó ghi không đúng công suất, nó ghi chỉ để cho nó đẹp thôi. Nhiều con ghi 26 lít mới lại 18 lít, thực ra nó hút được đâu, thực ra may nó hút được 8 lít, nó kêu lắm. Thì nên nhà em cũng bán cái dòng đấy, em chỉ bán cái dòng nội địa của Nhật dành thôi, dùng cho những bác nào mà đã biết chơi đồ Nhật, sành đồ Nhật rồi thì có hiểu rồi, thì em không còn giải thích nữa. Đây, con này hút dòng Mitsubishi dòng 10 lít, dòng này dòng cao cấp nhất của dòng Mitsubishi, thì nó có cảm biến nhiệt. Cảm biến nhiệt này có tác dụng gì là nó sẽ quét các góc nhiệt, ví dụ góc nào nóng quá là nó sẽ không xả vào cái kính này, nó bị mờ nó sẽ thiếu đấy, bị mờ thì nó sẽ hút ẩm một góc đi nhiều hơn. Tức là con này nó thích hợp cho phòng ngủ và phòng làm việc, con này nó hút cho phòng tầm 35m² trở xuống, 35m² hút thoải mái luôn. Đấy, và hai là con này nó có hút cả nhà tắm, và hút nhà tắm này và hút sấy quần áo luôn. Đấy, bác vớt trong tủ quần áo, bác bật cái độ sấy lên sấy luôn. Đấy, sấy luôn quần áo. Đấy, máy thì nó có cảm biến nhiệt ẩm ở đây, thế nào nó báo độ ẩm ở đây. Đấy, máy rất dễ dùng. Đấy, con này là chưa ốc siêu. Đấy, con này là chưa ốc siêu luôn. Đấy, siêu là nguyên rồi, còn chưa bóc rồi. Đấy, chưa ốc siêu luôn. Đấy, chất cực đẹp luôn, zin 100%, chưa đính vào hạt sơn ta này. Tất cả là nhựa zin nguyên bản, không phải là màu nhá, nguyên bản của nó sẽ là nhựa zin, là không phải là sơn. Đấy, khi sơn lại thì bọn em sẽ bảo là sơn lại luôn. Đấy, chất cực đẹp luôn. Đấy, vì nó dùng ít cho nên là nhựa nó còn sáng còn đẹp thế này. Đấy, chiếc này thì mọi năm như năm ngoái giá nó rất là đắt luôn, 4,5 triệu luôn có mới mua được. Năm nay thì có bác mua nhà em giá 3,5 triệu. 3,5 triệu có nút ẩm Mitsubishi dòng VIP này, nó có 3,5 triệu. Giá trên được em Lâm tặng với chống cắm nhầm điện. Đấy, bác nào mà không lấy chống cắm điện trừ luôn cho 100. Đấy, để nguyên bản còn lắp chống cắm điện bên trong này, là bác cắm nhầm điện 220 là nó sẽ kêu quạch và rút ra cắm lại, không sợ chọc cháy lỗ gì. Đấy, rất an toàn luôn, bảo vệ điện cả sét đánh luôn. Đấy, không sợ bị cháy thiết bị điện. Đấy, rất là an toàn luôn, để tặng hết cho các bác luôn. Đấy, máy ra hơi ấm và nó cân bằng nhiệt độ. Đặc biệt là mùa đông nó sẽ kéo nhiệt độ phòng lên. Đấy, nên là trong phòng các bác bật rất là hơi ấm ấm. Đấy, nó không sợ bị rét cóng. Đấy, con này nó rất nhiều tác dụng luôn. Vừa để hút ẩm, vừa để cân bằng nhiệt độ ở trong phòng. Đây là dùng rất là hay luôn, đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ. Hai là bác nào mà hay phải ngồi làm việc trên bàn giấy ấy, thì phòng nó ẩm hơi lấm mốc quá chịu thì cứ làm hút ẩm này, rất là gọn nhẹ, coi như là một vật trang trí mà giá chỉ có 3,5 triệu thôi. Đấy, bác còn đắn đo gì nữa, em có đang còn có một chiếc này, 2 chiếc 3 chiếc 4 chiếc, 2 chiếc màu tím 2 chiếc màu xanh cốm. Đấy, thì em chỉ còn quay video một con thôi. Nhà em thì ship hàng toàn quốc nhá, đây ở đâu cũng ship được hết, 3,5 triệu nhá. Còn các bác mà bảo là ở đâu người ta bao hàng, bao ship tận nhà ấy, nhà em cũng bao ship tận nhà các bác luôn này. Nếu mà bao ship nhận bác 4 triệu. Đấy, ship tận chân công trình của bác luôn. Đấy, yên tâm chưa? Đấy, bao ship luôn, báo giá luôn. Đấy, nhà em thì tất cả đều là công khai hết. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em nhé. Giá cực kỳ bình dân luôn. Đấy, 4 triệu nhá. À, 4 triệu cả ship nhá. Đấy, còn không ship thì là 3,5 triệu. Bác nào gần thì gửi xe hết 50-100. Đấy, bác nào xa thì hết 300. Đấy, nhiều chỗ người ta nhận khống tiền ship lên 500.000. Đấy, em cũng ship quá 500.000 luôn. Đấy, tùy các bác nhá. 3,5 triệu nhá. Tặng cả chống cắm nhầm điện, bảo vệ điện nhá, rất an toàn luôn. 2 số điện thoại. Đấy, bao lấy thì alo cho em. Em chào bác nhá.